Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vừa tiếp nhận người bệnh 77 tuổi với chẩn đoán khi vào viện hôn mê sau cấp cứu ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và đã được đặt stent mạch vành. Trong quá trình đặt stent, người bệnh xuất hiện ngừng tim và được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong 2 giờ. Do tình trạng người bệnh nặng, gia đình thống nhất xin cho người bệnh về nhà và đã liên hệ với công ty mai táng. Tuy nhiên, khi về nhà, người bệnh vẫn tiếp tục được thở máy, duy trì thuốc vận mạch. Gia đình vẫn thấy hình ảnh nhịp tim trên monitor nên đã quyết định đưa người bệnh trở lại viện và khoa hồi sức theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn 5 mm, mất hết các phản xạ, vân tím rải rác toàn thân, nhịp tim 130 chu kỳ 1 phút, huyết áp 70/40 mm thủy ngân, đang duy trì 3 thuốc vận mạch liều tối đa, SpO2 70%, phổi nhiều ro ẩm ro nổ. Xét nghiệm thể hiện tình trạng toàn máu nặng, suy đa tạng 16 điểm, tiên lượng tử vong trên 90%. Xác định tình trạng người bệnh rất nặng, cơ hội duy trì sự sống rất thấp, các bác sĩ trực đã trao đổi giải thích tình trạng của người bệnh cho gia đình. Được sự đồng thuận cao của gia đình về việc tiếp tục các can thiệp chuyên sâu, dù cơ hội cải thiện rất thấp, người bệnh được tiến hành ngay và đồng thời các can thiệp hồi sức chuyên sâu, lọc máu liên tục, đặt thiết bị thăm dò huyết động, đặc biệt người bệnh được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy. Hạ thân nhiệt giúp giảm chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để bảo vệ não và các mô cơ quan. Người bệnh được hạ thân nhiệt diễn ra qua 4 giai đoạn. Giai đoạn cảm ứng, dùng chế độ làm lạnh nhanh ở mức tối đa, nhanh chóng đưa nhiệt độ cơ thể xuống mức nhiệt độ đích là 33 độ C trong thời gian ngắn nhất. Giai đoạn duy trì nhiệt độ đích 33 độ C trong 24 giờ. Giai đoạn làm ấm, dùng chế độ làm ấm nâng dần nhiệt độ cơ thể lên 37 độ C. Cần làm ấm chậm, tốc độ 0,25 độ C một giờ. Giai đoạn bình thường hóa thân nhiệt, duy trì 37 độ C trong 24 giờ. Qua mỗi giờ, sự sống của người bệnh vẫn được duy trì là niềm hy vọng của gia đình ngày một lớn lên. Sau 72 giờ tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh được ngừng thuốc an thần để đánh giá lại tri giác. Thấy tri giác cải thiện, người bệnh có đáp ứng với kích thích. Tuy nhiên, sự cải thiện về chức năng não, kết quả của quá trình hạ thân nhiệt chỉ huy là bước cải thiện đầu tiên, đồng thời cũng là sự hy vọng lớn nhất để người bệnh, gia đình cùng nhân viên y tế không nản chí. Sau 63 ngày nằm viện, người bệnh ra viện trong tình trạng phục hồi tri giác, vận động hoàn toàn, có thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân. Ngừng tuần hoàn là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả. Tử vong và tàn tật sau ngừng tuần hoàn là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị, tỷ lệ sống sót ở người bệnh sau ngừng tuần hoàn còn thấp. Tại Hoa Kỳ ghi nhận dưới 6% người bệnh ngừng tuần hoàn ngoài viện và 24% người bệnh ngừng tuần hoàn trong viện sống sót sau khi xuất viện. Hạ thân nhiệt đã được chứng minh có hiệu quả, giúp cho người bệnh ngừng tuần hoàn có nhiều cơ hội sống hơn. Các báo cáo trên thế giới đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp này giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14% và giảm di chứng tàn phế xuống 11%. Kết cục thần kinh tốt được quan sát thấy ở 85% số người sống sót ở Hoa Kỳ và lên đến 95% số người sống sót ở các nước châu Âu.